Hành trình đến Hy Mã Lạp Sơn của tôi. Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy hình ảnh của dãy Hy Mã Lạp Sơn là khi còn đi học ở Luân Đôn. Dãy núi thật hùng vĩ, hoang dã và quyến rũ đến nỗi tôi quyết định là một ngày nào đó sẽ tự mình đến thăm nơi này. Mùa hè năm 1973, sau khi tốt nghiệp đại học và bắt đầu công việc giảng dạy, tôi đã khởi hành từ nhà ga Victoria ở Luân Đôn đi Ấn Độ và đến đỉnh Hy Mã Lạp Sơn hùng vĩ. Hai tuần sau, tôi đã có mặt tại Ấn Độ, nơi ngày nào cũng mưa. Nếu kiểm tra trước khi đi, thì tôi đã biết đây là thời điểm gió mùa hoạt động mạnh trên tiểu lục địa này. Ngay cả khi đã đến vùng phương Bắc xa xôi như Kathmandu, Nepal, thì tôi cũng chỉ thấy trên trời toàn mây mưa, chứ chẳng thấy dãy Hy Mã Lạp Sơn đâu. Vậy là tôi đành từ bỏ hy vọng được nhìn thấy ngọn núi hùng vĩ nhất thế giới. May thay, ở cái xứ sở kỳ lạ này có rất nhiều thứ để làm. Một hôm, tại Kathmandu, có đôi vợ chồng người Mỹ cho tôi biết có chiếc xe chuyên chở thư đi về phía Bắc, hướng biên giới giáp Tây Tạng, và khách du lịch có thể quá gian xe mà chỉ mất có vài rupee. Đó là một địa điểm hấp dẫn. Thế là sáng hôm sau, tôi đã có mặt trên chiếc xe đó, lên đường đi về phương Bắc. Khoảng 1 giờ trưa, bác tài xế dừng xe ăn trưa ở một ngôi làng nhỏ ven núi. Thế là cặp vợ chồng người Mỹ nọ đề nghị tôi cùng họ leo lên ngọn đồi nhỏ gần đó, trong lúc chờ bác tài xế dùng bữa. 15 phút sau, khi chúng tôi đã lên tới đỉnh đồi, thì mây bắt đầu tản ra. Và lần đầu tiên trong đời, tôi có thể tận mắt nhìn thấy dãy Hy Mã Lạp Sơn hùng vĩ giữa bầu trời quang đãng. Cảnh tượng thật ấn tượng và khiến tôi thấy nghẹt thở hơn gấp mấy lần việc phải leo đồi. Thế nhưng, tôi lại để quên máy chụp ảnh ở trên xe. Tôi bèn chạy nhanh xuống đồi để lấy máy và trở lại đỉnh đồi thật nhanh. Khi tôi vừa lên đến đỉnh, thì mây lại bao phủ khắp nơi, khiến tôi bị hụt mất cơ hội ngắm cảnh. Chỉ trong vòng có mấy giây chạy đi mà tôi không còn được nhìn thấy dãy núi nữa. Cặp vợ chồng người Mỹ nãy giờ chỉ ngồi yên ngắm cảnh, bèn quay sang hỏi, nãy giờ tôi đi đâu? Sau đó, tệ hơn hết, họ tả lại cho tôi nghe từng chi tiết một về quang cảnh tuyệt vời mà tôi đã bỏ lỡ. Tôi tự thấy mình thật là ngu ngốc, vì quay xuống dưới kia để lấy máy chụp ảnh mà tôi đã phải đánh đổi cơ hội được ngắm nhìn một phong cảnh tuyệt đẹp. Nhưng đồng thời tôi cũng nhận ra rằng, khi chúng ta cố gắng để lưu lại một khoảnh khắc nào đó bằng hình ảnh hay chữ nghĩa, thì khoảnh khắc đó sẽ vụt mất khỏi tay bạn và bạn sẽ bỏ lỡ sự tuyệt diệu của nó. Cũng giống như dãy Hy Mã Lạp Sơn hùng vĩ, những khoảnh khắc kỳ diệu trong đời của chúng ta là để trải nghiệm và cảm nhận, chứ không phải để bị giam cầm trong các phương tiện kỹ thuật. Dẫu sao thì một khi đã chứng kiến, tâm trí chúng ta sẽ không bao giờ quên được những khoảnh khắc tuyệt mỹ của tự nhiên. Vậy thì sao còn phải ghi hình chúng nữa? Có người đang dõi theo bạn. Trong xã hội thời xa xưa, một người thầy thông thái sẽ dạy cho một nhóm học trò tất cả những gì họ cần biết trong đời. Chuyện này đã xảy ra với một trong những người thầy thông thái, có 12 học trò đang chuẩn bị tốt nghiệp. Ông cũng có một cô con gái xinh đẹp mà tất cả 12 người học trò đó đều tỏ sự quan tâm. Một hôm, ông thông báo cho các học trò biết mình đang gặp hai vấn đề khó khăn. Một là ông phải tìm chồng cho cô con gái, và theo truyền thống thời bấy giờ, đó phải là một trong số họ. Tuy vậy,
ông lại không biết ai là người tốt nhất để chọn gả con gái cho. Vấn đề thứ hai là ông phải chi trả cho lễ cưới hoành tráng và mua cho đôi trẻ một căn nhà mới cùng các vật dụng trong nhà. Nhưng ông lại không có tiền. Để giải quyết cả hai vấn đề đó, người thầy bèn thông báo một cuộc thi. Ông bảo các học trò của mình phải lẻn vào làng lúc nửa đêm và ăn trộm tất cả những gì họ có thể lấy được, miễn là đừng để một ai bắt gặp. Sau đó, họ phải mang tất cả những thứ đó về cho ông. Người học trò nào làm theo hướng dẫn của ông và lấy trộm được nhiều thứ nhất sẽ được ông gả con gái cho, và tất cả những thứ ăn trộm được có giá trị sẽ dành cho đôi vợ chồng trẻ. Vốn dĩ người thầy này là một con người đạo đức, vì thế các học trò của ông rất ngạc nhiên khi nghe thầy yêu cầu họ đi ăn trộm. Tuy nhiên, thời đó các học trò đều thề sẽ tuân theo lời thầy, cho nên họ phải chấp nhận cuộc thi. Hoặc cũng có thể vì họ quá si mê con gái của thầy nên bị mù mắt chăng? Suốt 7 ngày sau đó, cứ tối đến là những người học trò ngoan ngoãn lại lẻn vào làng để ăn trộm tất cả những gì họ có thể lấy được và mang về cho thầy của mình. Người thầy cẩn thận ghi nhận xem từng người đã lấy được những gì và lấy từ đâu. Thật kỳ lạ, không có trò nào bị chủ nhà phát hiện. Đến cuối tuần, người thầy bèn tụ họp tất cả học trò lại và công bố kết quả. Các con đã trộm được rất nhiều thứ, đủ để bất kỳ cặp vợ chồng nào cũng có thể bắt đầu cuộc sống riêng của mình. Trừ có một trò là chẳng mang thứ gì về cả. Con hãy cho ta biết vì sao. Người học trò rụt rè tiến lên và bảo: Thưa thầy, vì không phải làm theo lời dặn của thầy ạ. Ý con là sao? Ta đã dặn các con phải đi ăn trộm và mang các thứ đó về đây kia mà. Thưa thầy, đúng vậy, người học trò rụt rè đáp. Nhưng thầy cũng dặn chúng con là không được để ai nhìn thấy. Con đã lẻn vào rất nhiều nhà vào lúc 2 giờ sáng, khi mọi người đều ngủ say. Nhưng lần nào cũng vậy, con chẳng lấy được gì, vì con nhận thấy có người đang nhìn mình. Thế nên con đã về Tây không, thưa thầy? Con bảo mọi người đều ngủ say, vậy ai nhìn thấy con kia chứ? Chính là bản thân con, thưa thầy. Con có thể thấy mình đang trộm cắp, vì vậy mà con đã không lấy được thứ gì cả. Giỏi lắm, giỏi lắm, người thầy vui vẻ thốt lên. Ít ra thì ta cũng có một trò thông thái đã biết lắng nghe những gì ta đã dạy suốt mấy mươi năm nay. Tất cả các trò còn lại đều khờ dại. Các trò hãy mang tất cả những thứ này trả lại cho chủ nhân của chúng. Họ sẽ không trừng phạt các trò đâu, vì ta đã báo cho họ biết trước về cuộc thi này. Chính vì thế mà tất cả các trò đều không bị bắt gặp khi trộm. Hãy nhớ rằng, bất cứ việc gì vô đạo đức mà các trò làm đều luôn có một người biết tới. Đó chính là bản thân các trò. Chính vì biết việc mình đã làm gì nên các trò mới cảm thấy xấu xa và bị dằn vặt. Sau đó, người học trò khôn ngoan ấy đã cưới cô con gái của người thầy. Còn người thầy đã tổ chức cho họ một đám cưới linh đình và cho họ một ngôi nhà khang trang như mơ. Và bởi người chồng này là người thực sự thông thái, nên vợ chồng họ đã sống hạnh phúc với nhau suốt đời. Học hỏi về trí tuệ cảm xúc từ các chuyên gia. Hồi còn học ở Cambridge, có vài người bạn kể cho tôi nghe là họ đang làm tình nguyện viên tại một bệnh viện địa phương chuyên chăm sóc cho người bị khuyết tật thần kinh. Là một Phật tử, tôi nghĩ mình cũng nên tham gia việc tình nguyện này. Mỗi chiều thứ năm, tôi bắt xe buýt đi từ Cambridge đến bệnh viện Fulbright để làm tình nguyện tại khoa trị liệu chuyên biệt dành cho những người mắc hội chứng đau. Sau vài tuần thì các bạn tôi
không làm việc này nữa, còn tôi đã tiếp tục trong suốt 2 năm. Ngay cả khi việc học chuyên ngành vật lý lý thuyết đã chiếm gần hết thời gian rỗi rãi của mình, tất nhiên là đã trừ ra khoảng thời gian rộng rãi tôi dành cho các hoạt động quan hệ xã hội, tôi vẫn không bỏ một buổi tình nguyện nào. Tôi luôn đến thăm các bạn của mình, những người bị đau. Tôi thực sự yêu quý những buổi chiều thứ năm ấy. Tôi đã bị bất ngờ trước trí tuệ cảm xúc của những con người này. Chỉ cần tôi xuất hiện với vẻ ngoài rã rời vì tối qua đã tham dự một bữa tiệc tùng khuya, hay cảm thấy tuyệt vọng vì vừa chia tay với bạn gái, họ đều nhận ra ngay các biểu hiện cảm xúc tiêu cực ở tôi. Họ ôm tôi và dành cho tôi nụ cười chân thành đủ để khiến mọi trái tim tan chảy. Trái tim của họ cởi mở và giản đơn, không như trái tim tôi. Đó là vào đầu thập niên 70 của thế kỷ 20. Vậy nên được một người cùng giới ôm chầm lấy ngay trước mặt nhiều người, ít nhiều tôi thấy kỳ cục, khó chịu. Nhưng niềm an vui thơ ngay xuất hiện trên khuôn mặt của tất cả những người bạn đặc biệt này đã dạy tôi biết cách thả lỏng cơ thể và hòa vào niềm an vui của họ. Cuộc sống ở bệnh viện Fulbright rất giản dị, nhất là vì những người thấu hiểu về thế giới cảm xúc. Nơi này quá khác so với môi trường học tập ở Đại học Cambridge, nơi mà bất cứ con người kiệt xuất nào cũng là chuyên gia trong mọi lĩnh vực nhưng lại không thấu thị được thế giới cảm xúc xung quanh. Sau 2 năm làm tình nguyện viên tại bệnh viện Fulbright, tôi gặt hái được nhiều kinh nghiệm đến mức vào một ngày thứ năm nọ, trưởng khoa trị liệu chuyên biệt đã chỉ định tôi làm việc với một nhóm bệnh nhân. Vào ca đầu của giờ chiều, đến ca thứ hai thì lo cho một nhóm khác. Tất cả tôi đều được tự chủ một mình. Tôi không hề thấy nghi ngại điều gì cả. Xét cho cùng thì các anh bạn mắc chứng đau luôn biết rõ khi nào thì họ cần giữ bí mật mà. Rồi cũng đến ngày tôi rời đi. Các nhân viên của khoa trị liệu gọi tôi vào một căn phòng lớn. Họ đứng cùng những người bạn đang nghe răng cười của tôi. Tất cả cùng nhau biểu dương tôi. Tình nguyện viên sinh viên đã đồng hành lâu nhất cùng khoa tính từ thời điểm ấy. Quá ra hôm trước, trong khi tôi đang lo cho một nhóm, thì nhóm khác cùng nhân viên làm những món quà tặng tôi. Giờ thì tất cả những món quà đó được trao cho tôi trong buổi chia tay này. Những món quà ấy hẳn nhiên không thể nào bán trong cửa tiệm được, nhưng chúng làm tôi khóc. Đến tận bây giờ, tôi đã học được từ những người thầy mắc bệnh đau ấy bài học về cách khiến nước mắt tuôn trào trước đám đông. Thật là bê ly. Trưởng khoa nói rằng bà ấy biết tuần sau tôi bắt đầu vào đợt kiểm tra cuối kỳ, nên nghĩ rằng hôm đó là buổi cuối cùng tôi làm tình nguyện ở đây, dẫn đến việc tổ chức bữa tiệc chia tay này để thể hiện sự trân trọng của tất cả bệnh nhân lẫn nhân viên dành cho tôi. Tôi đáp lời qua làn nước mắt rằng thực ra phải 10 ngày nữa mới đến kỳ kiểm tra. Liệu tuần sau tôi quay lại có được không? Tôi hỏi, và họ đã tử tế cho tôi thêm 1 tuần nữa. Giờ ngẫm lại, tôi đã học được gần hết những gì mà ngày nay chúng ta gọi là trí tuệ cảm xúc từ những người bạn mắc hội chứng đau. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn xem họ là những chuyên gia, là thầy của mình. Cho đi để vui sống. Thông thường, những người làm việc thiện nguyện cho cộng đồng hay nghĩ rằng họ góp phần mang lại cho xã hội điều gì đó. Thế nhưng trong thực tế, họ nhận ra rằng mình cũng là những người đang nhận được rất nhiều. Kinh nghiệm của bản thân giúp họ thấy rằng khi họ dành thời gian cho một mục đích tốt đẹp nào đó rồi đầu tư thật nhiều cho nó thì hóa ra chẳng hề có sự phí phạm nào cả. Ngược lại, những điều rất tuyệt vời thường tự tìm đến với họ. Tôi vẫn thường khuyên những người đang phiền muộn hãy tìm đến các trại dưỡng lão, bệnh viện hay các tổ chức từ thiện để làm việc thiện nguyện. Việc đó sẽ giúp họ cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, và công việc thiện nguyện sẽ giúp họ tìm thấy điều mà họ đã đánh mất hoặc đã lãng quên. Đó
chính là ý nghĩa sự tồn tại của bản thân họ. Khi cho đi, khi phụng sự những việc cao đẹp của cuộc sống, chúng ta sẽ nhận được phản hồi đầy tình cảm. Chúng ta sẽ được giúp đỡ bởi chính những người mà chúng ta đang giúp. Điều đó nâng chúng ta lên mức biết nhìn nhận giá trị của bản thân hơn. Nhờ vậy mà bắt đầu biết yêu quý bản thân và yêu thương cuộc sống của mình. Từ đó, chúng ta có thể thoát khỏi sự phiền muộn. Không chỉ có thế, tham gia các công việc thiện nguyện cũng giúp chúng ta trở nên giàu có hơn. Như trong câu chuyện sau, một anh bạn của tôi vào vừa ly hôn, anh phải chọn vào sống trong căn hộ chật hẹp, vì thế mà không thể nào đem theo con chó yêu quý của mình. Anh đã tìm được một gia đình tử tế cho nó. Nơi chủ nhà là một phụ nữ luống tuổi và bà cũng đang nuôi một con chó khác cùng giống. Một hôm, người phụ nữ đó gọi cho anh ta vào giờ làm việc và hỏi xem liệu anh có thể chở bà từ căn nhà ở nông thôn vào thành phố để khám bác sĩ được không. Bà ấy cảm thấy phiền muộn và không tìm được cách nào để tự đi được. Vào đó, bạn tôi mới mở một công ty một thành viên, làm trong mảng quảng cáo. Vì tự làm chủ lấy nên anh có thời gian để chở người phụ nữ đó đi bác sĩ. Thế là từ đó, anh ta trở thành tài xế riêng cho người phụ nữ lớn tuổi đáng mến. Anh sẵn lòng chở bà đi bất cứ đâu vì anh cảm thấy vui khi giúp đỡ bà cụ. Và hơn nữa, đó cũng là dịp để anh nghỉ giải lao trong giây lát. Một buổi sáng nọ, bà gọi điện cho anh và hỏi xem liệu anh có rảnh để chở bà đến gặp luật sư hay không. Thế là như thường lệ, anh lại gật đầu và chở bà lên văn phòng luật sư trong trung tâm thành phố. Bà lịch sự hỏi anh có thể cùng đi vào gặp luật sư hay không, và anh đã vui vẻ đồng ý. Trước mặt luật sư, cũng như trước sự kinh ngạc của anh, bà đã trao toàn bộ tài sản của mình cho một mình anh. Sau đó ít lâu bà qua đời. Bạn tôi vô cùng ngạc nhiên trước bước ngoặt may mắn này của số phận. Dù sao thì anh ta đã chẳng làm gì lớn lao, mà chỉ tử tế giúp bà lão. Hơn nữa, bản thân anh ta cũng thích việc chăm sóc bà. Chưa bao giờ anh nghĩ đến chuyện mình được thừa hưởng một gia tài như thế. Nhưng đó lại là những gì xảy ra khi chúng ta tình nguyện dành thời gian của mình để giúp đỡ người khác. Ít ra thì chúng ta cũng cảm thấy hạnh phúc và đôi khi còn nhận được những sự đền đáp bất ngờ. Cái hố và bao vàng. Một người đàn ông đi băng qua rừng và nhìn thấy một cái hố. Anh ta dừng chân nhìn xuống hố và thấy bên dưới có một bao vàng lớn. Anh ta cố dùng sức để lấy bao vàng, nhưng vì cái hố quá sâu nên dù đã dần hết sức, anh ta thậm chí còn không thể với tới nó được. Thế là anh ta đầu hàng và đi tiếp. Được một đoạn, anh gặp một người đàn ông khác và kể cho người này nghe về cái hố và bao vàng. Người này bèn nhặt lấy một cái gậy có đầu cong và tiến về phía cái hố. Đến nơi, họ dùng cái que để móc vào bao vàng và cùng kéo nó lên khỏi miệng hố. Chúng ta học được gì từ câu chuyện này? Hạnh phúc không bao giờ nằm ngoài tầm giới của chúng ta. Tất cả những gì chúng ta cần làm là trao dồi sự thông thái và bồi dưỡng cho lòng trắc ẩn. Khi đó, chúng ta sẽ giới tới được tất cả mọi thứ. Khi nào thì nên nói dối? Một tối nọ, một Phật tử đã có tuổi gọi cho tôi trong tâm trạng hết sức buồn bã. Bà cho tôi biết chiều hôm đó, lần đầu tiên sau 40 năm chung sống, bà đã nói dối chồng. Và giờ đây bà cảm thấy hết sức kinh khủng. Chồng bà là ông Don. Ông vừa chịu đựng một cơn đau tim và may mắn qua khỏi. Tuy nhiên, ông cần phải được phẫu thuật gấp để vượt qua cơn hiểm nghèo. Do vậy mà người ta cho ông nằm dưỡng sức trong bệnh viện đến khi ông được sức khỏe để tiến hành cơn phẫu thuật đó. Trong phòng ông nằm còn có ba bệnh nhân nam khác cũng đang chờ được phẫu thuật. Thế là ông Don làm quen với ông Chách, vốn nằm liền bên. Một tối nọ,
Khi vợ đến thăm, thì ông Don bèn hỏi bà về tình trạng sức khỏe của ông Jack, vì ông này vừa tiến hành phẫu thuật sáng nay. Ô, Jack khỏe rồi anh à, ông ấy đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, bà đáp. Thế nhưng, sự thật là bà vừa thấy gia đình ông Jack đang khóc than ở tiền sảnh vì ông đã qua đời. Bà không tài nào nói với chồng rằng người bạn mới của ông đã chết sau cơn phẫu thuật, khi mà vào ngày hôm sau chồng sẽ lên bàn mổ. Và bà đã nói dối chồng. Ông Don đã qua được cuộc phẫu thuật đó. Ông đã trải qua cơn thập tự nhất sinh suốt 3 ngày và đã sống. Với tôi, nếu người vợ nói cho chồng mình biết sự thật, thì sự lo lắng có thể đã đẩy ông ấy đến cận kề cái chết hơn. Lời nói dối của bà đã cứu lấy mạng sống của ông. Vì vậy mà tôi vẫn nói với các đệ tử của mình rằng, đôi khi chúng ta cần phải nói dối trong cuộc sống, và điều đó không sao cả, nhưng chỉ được 40 năm một lần thôi đấy. Tại sao chúng ta nói dối? Quan tòa hỏi bị cáo, anh không thấy rằng hình phạt cho sự dối trá là rất nặng nề sao? Thưa tòa, bị cáo đáp, dù sao thì nó vẫn còn nhẹ hơn là hình phạt cho tội giết người. Đó chính là lý do vì sao mọi người nói dối nhiều đến như vậy. Bởi thông thường hình phạt khi bạn nói dối sẽ nhẹ hơn rất nhiều so với khi bạn nói thật. Ví như trong câu chuyện này, nhiều năm trước có một cô gái trẻ đến gặp tôi vì cô lại có thai với bạn trai của mình. Thế sao cô không nói cho cha mẹ mình biết? Tôi hỏi. Thầy giỡn sao? Cô gái đáp, cha mẹ sẽ giết con mất. Thế là thay vì nói sự thật, cô đã chọn nói dối với cha mẹ mình. Thế giới này sẽ hạnh phúc và phồn vinh hơn nhiều nếu giá trị của sự thật thà được đánh giá cao đến mức khi bạn nói sự thật, cái giá mà bạn phải trả sẽ thấp hơn nhiều so với khi bạn nói dối. Và cách duy nhất để đạt được điều đó chính là sự ân xá dành cho sự thật, dầu cho sự việc có là thế nào đi nữa. Khi đó, con cái sẽ dám kể cho cha mẹ mọi chuyện, kể cả những điều khó nói nhất, vì chúng hiểu mình sẽ không bao giờ bị trừng phạt, thậm chí cũng không bị la mắng, mà thay vào đó, chúng sẽ được cha mẹ giúp đỡ. Khi con cái gặp những rắc rối lớn trong cuộc đời, đó cũng chính là lúc chúng cần đến cha mẹ nhiều nhất. Hãy giúp các con của bạn hiểu rằng nói ra sự thật không hề khiến chúng phải gánh chịu sự trừng phạt nào. Sự thật sẽ luôn giúp chúng được cha mẹ tiếp sức hỗ trợ thêm. Thông thường vì quá sợ hãi mà con trẻ giấu giếm cha mẹ, không dám nhờ đến sự giúp đỡ của cha mẹ. Tương tự, các cặp vợ chồng nên hoàn toàn trung thực với nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong hôn nhân, thay vì che giấu với nhau sự thật. Hãy hứa rằng các bạn sẽ luôn trung thực với nhau và xem đó là đức tính quý giá hơn mọi thứ khác trong mối quan hệ của bạn. Bên cạnh đó, các bạn sẽ không bao giờ trừng phạt nhau. Ngay cả khi một trong hai có hành vi phản bội nhau và luôn tha thứ cho khuyết điểm của nhau, cùng nhau giải quyết mọi vấn đề để chúng không bao giờ tái diễn. Và một khi đã hứa thì các bạn phải giữ lời hứa với nhau. Hãy nhớ rằng, nơi đâu có những hình phạt, thậm chí chỉ là sự trách cứ, thì nơi đó sự thật hẳn còn bị che giấu. Vì lẽ này mà Phật tử ở nơi tôi sinh sống không sử dụng hình phạt. Sau thời kỳ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi, nhờ có các nhà lãnh đạo thông thái và can đảm như Nelson Mandela và Tổng giám mục Tutu, thì đất nước mới lập nên được Ủy ban sự thật và hòa giải đầu tiên. Họ hiểu rõ việc phơi bày sự thật của những gì đã xảy ra trong suốt những năm tháng bạo tàn là điều có ý nghĩa quan trọng hơn cả sự trừng phạt. Một trong những câu chuyện được ủy ban này công bố đã không ngừng khiến tôi xúc động. Đó là chuyện về một người cảnh sát da trắng đã thú nhận thật chi tiết việc ông đã tra tấn và giết một người da đen hoạt động chính trị như thế nào trước mặt người vợ quá bùa của nạn nhân.
chồng của bà ta nằm trong số nhiều người đã bị mất tích. Và bây giờ, lần đầu tiên bà được nghe kể lại những gì đã xảy ra với người đàn ông mà bà đã chọn để yêu thương, cũng là cha của các con bà. Người cảnh sát da trắng đó run rẩy và khóc vì cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng khi ông buộc mình tiết lộ sự tàn nhẫn dã man mà ông đã làm với người khác. Khi ông thú tội xong, người đàn bà quá bùa đã nhảy qua hàng rào bảo vệ nhân chứng và chạy thẳng đến kẻ đã giết chồng bà. Hành động của bà nhanh đến nỗi các nhân viên bảo vệ đã không kịp chặn bà lại. Người cảnh sát tội lỗi cứ nghĩ mình sẽ bị trả thù tàn bạo và sẵn lòng chấp nhận điều đó. Thế nhưng bà đã không hề tấn công ông, mà thay vào đó, bà nhẹ nhàng choàng đôi cánh tay da đen mạnh mẽ của mình quanh thân hình da trắng cứng đờ của kẻ đã giết chồng bà và nói: "Tôi tha thứ cho ông." Một bầu không khí hòa giải đã bao trùm lấy hai con người đó, trong khi tất cả những người có mặt đã phải rơi nước mắt một lúc lâu. Tha thứ cho điều tưởng chừng không thể nào tha thứ được sẽ chiếu sáng niềm hy vọng cho tương lai của con người. Và chính trong khoảnh khắc đó, qua đôi mắt nhòa lệ của họ thấp thoáng bóng dáng của sự hòa hợp sắc tộc, và nỗi sợ hãi cũng tan biến. Chỉ khi sự tha thứ được hiện diện, chúng ta mới có được sự thật.